Xin kính chào quý vị và bà con ngư dân. Thưa quý vị, hiện nay ngày 30 tháng 8, trên dãy áp thấp có trục ở khoảng 20 đến 23 độ vĩ Bắc đang tồn tại một vùng áp thấp. Vị trí trung tâm vùng áp thấp vào lúc 5 giờ ở vào khoảng là 20,5 đến 21,5 độ vĩ Bắc, 106,5 đến 107,5 độ kinh Đông, ngay trên vùng biển phía Bắc của vịnh Bắc Bộ. Trong 24 giờ tới, vùng áp thấp có xu hướng dịch chuyển chậm về phía Tây. Do ảnh hưởng của hoàn lưu vùng áp thấp ở khu vực vịnh Bắc Bộ trong ngày và đêm nay sẽ có mưa rào và dông mạnh. Trong cơn dông cần đề phòng có gió giật mạnh cấp 7. Mưa dông mạnh xảy ra nhiều hơn ở vùng ven bờ. Từ ngày mai khi vùng áp thấp dịch chuyển về phía Tây đi sâu vào đất liền, thời tiết trên khu vực biển này sẽ dần tốt lên. Trong hôm nay và ngày mai, vịnh Bắc Bộ sẽ tiếp tục có gió nam đến đông nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 6 giật cấp 7 gây biển động. Đây là vùng biển không an toàn trong vòng 24 giờ tới nên các tàu thuyền không nên hoạt động trên khu vực này. Các vùng biển còn lại, ngoại trừ khu vực phía Tây Bắc của Bắc Biển Đông và vùng biển từ Bình Thuận cho tới Cà Mau còn có gió mạnh cấp 5, biển hơi động. Còn lại các vùng biển ven bờ khác và ngoài khơi giữa và Nam Biển Đông, gió hoạt động với cường độ trung bình, biển không động nên các tàu thuyền có thể yên tâm ra khơi. Và tiếp theo, xin mời quý vị cùng bà con đến với những dự báo cho các vùng biển trong 24 đến 72 giờ tới. Vùng biển Bắc Vịnh Bắc Bộ do chịu ảnh hưởng bởi hoàn lưu vùng áp thấp nên trong ngày và đêm nay, thời tiết tại vùng biển này còn khá xấu. Tình trạng nhiều mây kèm theo mưa dông mạnh và lốc xoáy, gió giật gây biển động đang gây nguy hiểm cho các hoạt động của tàu thuyền. Từ ngày mai thì vùng áp thấp sẽ dịch chuyển dần về phía Tây, thời tiết trên vùng biển này sẽ dần trở lại ổn định. Tuy nhiên, gió Nam Đông Nam vẫn còn duy trì cường độ mạnh khoảng cấp 5, giật trên cấp 5 nên gây biển động. Khả năng từ ngày 1 tháng 9, gió cũng sẽ giảm dần về cường độ nên sẽ thuận lợi hơn cho việc ra khơi của bà con ngư dân. Vùng biển Nam Vịnh Bắc Bộ trong ngày và đêm nay tiếp tục có mưa dông mạnh kèm theo lốc xoáy, gió giật mạnh. Gió Nam Đông Nam mạnh cấp 5, giật cấp 6 gây biển động, chưa an toàn cho các hoạt động ra khơi của tàu thuyền. Tuy nhiên, cũng từ ngày mai cho đến 2 ngày tiếp theo thì thời tiết và tình trạng biển sẽ dần trở lại ổn định nên sẽ thuận lợi hơn cho việc ra khơi của tàu thuyền. Chuyển sang vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi và đảo Cồn Cỏ Lý Sơn. Trong 3 ngày tới, thời tiết trên vùng biển này ổn định hơn. Tại đây thì trời nắng ráo, ít mưa nên tầm nhìn xa thoáng trên 10 km. Gió thịnh hành hướng Nam Đông Nam, cường độ khoảng cấp 4, biển không động. Các tàu thuyền có thể yên tâm hoạt động trên vùng biển này. Vùng biển từ Bình Định tới Ninh Thuận, gió thịnh hành trên vùng biển này là hướng Tây Nam với cường độ khoảng cấp 4, sóng biển cao dưới 2m nên không gây biển động. Thời tiết trên vùng biển này cũng khá ổn định, trời nắng ráo, ít mưa, tầm nhìn xa trên 10 km nên rất thuận lợi cho các hoạt động lưu thông cũng như đánh bắt của tàu thuyền diễn ra trên vùng biển này trong vài ba ngày tới. Vùng biển từ Bình Thuận tới Cà Mau, Phú Quý và Côn Đảo, gió trên vùng biển này còn hoạt động mạnh ở mức là cấp 5 có lúc cấp 6, biển động. Tuy nhiên, từ ngày mai thì cường độ gió sẽ giảm dần xuống mức là cấp 5 và từ ngày 1 tháng 9 thì gió chủ yếu còn hoạt động với cường độ trung bình nên tình trạng biển sẽ ổn định hơn. Mưa rào và dông xảy ra ở vài nơi vào thời điểm chiều tối, nhưng tàu thuyền hoạt động trên vùng biển này cũng cần phải đề phòng có gió giật mạnh có thể xuất hiện trong cơn dông. Vùng biển Cà Mau đến Kiên Giang bao gồm đảo Phú Quốc, Thổ Chu. Gió trên vùng biển này vẫn thịnh hành theo hướng Tây Nam với cường độ không mạnh, chỉ khoảng cấp 3, cấp 4, sóng biển êm, biển không động. Thời tiết ổn định và ít mưa nên khá thuận lợi cho các hoạt động hàng hải diễn ra trên biển. Vịnh Thái Lan, trong những ngày tới, thời tiết và tình trạng biển ổn định, trời nắng ráo và ít mưa, gió Tây Nam với cường độ cấp 3, cấp 4, biển êm. Đây là vùng biển an toàn, bà con ngư dân có thể yên tâm ra khơi. Khu vực Bắc Biển Đông và huyện đảo Hoàng Sa, gió trên vùng biển này có hướng Nam là chính với cường độ mạnh nhất là cấp 5, biển hơi động. Thời tiết có mưa rào và dông vài nơi, ít gây trở ngại cho các hoạt động hàng hải diễn ra trên biển. Từ ngày 1 tháng 9 thì gió trên biển giảm xuống còn khoảng cấp 4, biển không động. Các hoạt động đánh bắt xa bờ có thể hoạt động bình thường. Khu vực giữa Biển Đông từ 10 đến 15 độ Vĩ Bắc. Trong đêm nay và ngày mai, gió cũng thịnh hành hướng Nam là chính với cường độ cấp 4 đến cấp 5, biển không động. Mưa rào và dông xảy ra ở vài nơi, ban ngày trời nắng ráo, tầm nhìn xa trên 10 km nên cũng khá thuận lợi cho các hoạt động hàng hải cũng như là khai thác thủy hải sản trên biển. Khu vực Nam Biển Đông bao gồm khu vực phía nam quần đảo Trường Sa, đảo Huyền Trân, sông Tử Tây. Gió trên vùng biển này cũng có hướng Tây Nam với cường độ trung bình, sóng biển cao dưới 2m, biển không động. Trong những ngày tới, gió trên vùng biển này cũng chỉ thổi yếu, biển êm nên cũng rất thuận lợi cho các hoạt động hàng hải diễn ra trên biển. Cảm ơn quý vị cùng bà con đã theo dõi bản tin thời tiết biển của chúng tôi ngày hôm nay. Xin kính chào và hẹn gặp lại!